Và hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Buka đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn một chú bò, gọi là chú bò mạnh nhất thế giới. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn cái tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Và chúng ta sẽ đi gặp một chú bò, có thể gọi là chú bò mạnh nhất thế giới, mạnh nhất trong Minecraft luôn. Không phải thằng này đâu, không phải con bò này đâu. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi. Bây giờ mình sẽ chỉnh trời sáng cái đã. Rồi, ok. Và giới thiệu với tất cả các bạn, đây là một chú bò rất là mạnh. Nó có thể đánh được những con quái vật mà gọi là... Đây! Nó đây rồi! Ngay dạ! Tại sao nó lại ở xa quá vậy? Ok, và bây giờ thì mình sẽ chức những cái trứng này để qua gặp nó. Thì coi, đây là cuộc thí nghiệm của mình. Và đây là con bò mà mình tạo ra. Cho nên là mình nghĩ đây là một con bò mạnh nhất thế giới. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt thí nghiệm nha. Mình sẽ đặt thử một con quái vật để nó đánh thử coi. Ok, trước tiên thì mình nghĩ là mình sẽ tạo con chip phi thử coi. À, con này nó đánh không được các bạn ơi. Con này là nó sao sao á. Thấy chưa? Hình như là con này nó đánh không được. Ok, bây giờ mình sẽ chỉnh phi full, sau đó quay trở lại. Rồi, con tiếp theo là con này. Các bạn đợi mình tí. Con tiếp theo là con này. Ôi, nó không cắn được con bò của mình luôn. Con bò của mình đánh có một cái một à. Con bò này được có tận 200.000 máu luôn các bạn. Má ơi, nó bự khổng lồ luôn. Trời đất ơi. Tiếp theo là Ender Knight. Chúng ta hãy đến với Ender Knight nào. Ender Knight, đánh nó đi Ender Knight. Đây, ui, Ender Knight tele. Nhìn như là những con tele thì nó không có đánh được. Ender Creeper. Con bò cũng không đánh được luôn. Dungeon Beat. Đó, chơi mỗi lần bắn là đánh là nó bị tele à. Tiếp theo chúng ta sẽ tới với con gì đây? Dungeon Beat. Quái vật gì? Quái vật dưới hầm mỏ hả? Quái vật dưới phố. Ôi, chết luôn. Chết luôn. Tiếp theo. Sao mà con quái vật nào cũng một cái một là nó chết vậy? Ender Dragon. Nó đánh không được. Con rồng này nó đánh không được các bạn ơi. Nó đánh không được con rồng này. Ok, tiếp theo mình sẽ chọn con Boss Wither thử coi. Rồi coi, nó đánh được con Boss Wither không? Không đánh được luôn à. Sao con bò này nó bự, nó khổng lồ mà nó nhìn nó yếu đuối quá vậy ta. Nó không đánh được ai hết á. Ô, con rồng với con Wither đang đánh nhau các bạn à. Ok, bây giờ mình sẽ spawn thử con này ra Hydraulic. Đây là con rồng con đúng không? Rồng con. Ôi, Ender Dragon và Wither đang đánh nhau mà con bò của mình vẫn nhẫn nhơ đi đánh mấy con kiến con. Trời đất ơi. Ok, tiếp theo là con Raptor. Raptor. Nó dám đánh con bò của mình. Nhưng mà con bò của mình trâu quá, sao nó đánh lại. Đây, Raptor đây, còn nó có đánh Raptor không? Nó nhìn con Raptor. Không, nó không đánh con Raptor. Trời ơi, một cái một con Raptor của mình nó chết luôn rồi các bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ gọi là tạo ra một con nhện khổng lồ. Tụi bay đừng có đánh nhau nữa, hai con quỷ kia. Tụi bay đánh tới khi nào? Tụi bay đánh đâu có lại con bò của tao đâu. Con bò của tao nãy giờ mất cái chút xíu máu à. Ok, hai con quỷ này ồn ào quá. Bây giờ mình sẽ đặt một con nhện khổng lồ để coi con rồng của mình, đấy là con bò của mình có giết được không. Đây là con nhện khổng lồ và con bò của mình đang tìm cách bắn nó. Bắn nó đi bò. Mày đánh con rồng chi, mày có đánh tới đâu. Mày đánh là đánh con nhện nè. Đây cho các bạn xem nó đánh con nhện nè. Ok, cuộc chiến giữa bò và nhện. Đánh con cái chết nhện luôn rồi. Mạnh dữ vậy má. Trời ơi, chơi vậy ai chơi.
Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra Jeffrey. Con này con gì đây? Con này là con... Trời đất ơi, nó đánh có một cái một à. Rồi ok, Scorpion, đây là con bò cạp. Tạo ra con bò cạp. Con bò cạp sẽ đánh nhau với con rồng. Nhưng mà con bò sẽ can thiệp vào. Một cái một. YOLO. Tiếp theo, con chuồn chuồn. Đây là con chuồn chuồn mà thuộc dạng là ăn thịt người luôn. Đây, con chuồn chuồn ăn thịt người đây các bạn. Mày chuồn chuồn ăn thịt người mày. Bắn một cái là chết liền. Tiếp theo là chúng ta còn lại hai con nữa. Và có The King The Win. Những con đó thì bay nên là không giết được. Nhưng mà mình vẫn cho các bạn xem. Tiếp theo, mấy con bay bay nó được cái ăn hên thôi. Đây là con cũng 5 con. Tại sao lại kêu tiếng mèo? Một cái một chết luôn, chết tươi luôn. Tiếp theo, đây là con nhện nè, đứng đây hồi lát chết nè. Con bò mà nó thấy cái là chết nè. Con bò nó thấy một cái là chết nè. Trời ơi, con bò ơi là con bò. Bự như vậy mà để nó bắn. Bự vậy mà để nó cắn. Kỳ vậy bò. Con bò mạnh nhất hành tinh, mạnh nhất thế giới mà kỳ vậy. Con bò khổng lồ gì kỳ vậy. Ok, bây giờ mình sẽ đặt một con rắn ra. Coi coi con rắn này nó sẽ làm gì. Ui, ui. Con rắn này nó có cắn con bò của mình không? Không các bạn ơi. Rắn này nó không cắn con bò của mình. Rồi xong. Con bò của tôi đâu? Nó đánh con bò mình hoài. Để mình chỉnh phi phun rồi. Không mất luôn các bạn. Đây, để mình tạo ra con rắn nè. Để coi nó chưởng con rắn bao nhiêu hit. Đánh không trúng mà đánh hoài má ơi. Ây da. Đánh con rắn đi. Một cái một con rắn của mình nó chết luôn rồi các bạn. Ok, bây giờ tiếp theo bây giờ là mình sẽ spawn ra những trái trứng như là The King, The Win. Nó sẽ phá hết khu này luôn anh em à. The Win, The King, The Win, Hoàng tử, rồi Mota, rồi tiếp theo là còn nhiều con lắm. Alien nè, người ngoài hành tinh nè. Tiếp theo là con Water Dragon nè. Nhiều con lắm các bạn ơi. Ở đây nó tạo ra rất là nhiều con luôn, cực kỳ nhiều luôn. Tiếp theo là con Attack Sweet nè. Heli. Ở đây không có con helicopter nhưng mà không sao. Ok, bây giờ mình sẽ tạo ra con The King để giết Ender Dragon. Ở The Win chứ. Mày hả mày. Đây là con The Win nè các bạn. Cánh nó cực kỳ đẹp. Rồi. Tiếp theo nó sẽ phá hết cái khu này luôn. Con bò của mình nó mạnh lắm. The King, The Win cũng giết được luôn. Nhưng mà có thể là nó bắn nên là không có đủ, không có giết được á. Nó bắn chậm lắm. Nó bắn không có chính xác. Còn nhưng mà nó đánh một cái là nó chết liền. Còn đây là The King. Trời ơi. Nó đập một cái con Ender Dragon của mình xịt cất luôn rồi. Ờ đất ơi. The King với The Win. Hai con mà gần nhau thì chơi gì nổi nữa. Tiếp theo, đây là hoàng tử. Ơ, hoàng tử nhỏ vậy. Hoàng tử nhỏ xíu à. Hello hoàng tử. Đâu, để mình đặt hoàng tử ra coi. Hoàng tử. Ok, nó không chuẩn hoàng tử. Bây giờ mình sẽ đặt con Mota ra. Con bướm. Hồ điệp. Mày một cái chết tươi con hồ điệp luôn. Ok, người ngoài hành tinh nè. Bây giờ mình sẽ đặt con người ngoài hành tinh ra. Một cái một. Ê. Hoàng tử gì mạnh dữ vậy. Ôi. Hoàng tử mạnh cực kỳ. Người ngoài hành tinh một cái một. Người ngoài hành tinh chết luôn. Bây giờ tới con rồng nước. Rồng nước. Rồng nước nó sẽ chưởng hoàng tử luôn. Con rồng nước, trời ơi, hoàng tử nó bay vô nó cạp cái con rồng nước chết rồi. Bây giờ tới con mực. Bây giờ là con Attack Sweet. Con mực khổng lồ. Không, con mực nhỏ xíu à. Nhưng mà con mực này lại đi đánh. Ơ, không lẽ hoàng tử lại kết bạn với lại con bò? Không, 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 không. Con bò vẫn đánh hoàng tử các bạn ơi. Ơ, sao còn có con đứa hoàng tử vậy? Vậy là đứa kia chết rồi hả? Holy shit. Vậy là mấy con hoàng tử chết hết rồi. Tiếp theo mình sẽ kiếm trứng. Mình kiếm trứng, tiếp tục kiếm trứng nào. Mình sẽ kiếm Gobot nè.
rồi đồng tiền nè, Etabini nè, quái vật biển nè, quái vật biển nè, quá trời luôn. Ủa con gì vậy? À nó bị đốt, nó bị đốt các bạn ơi. Rồi tiếp theo tới con gì đây? Ui cái này là gì đây? Robot Sniper. Robot Sniper là cái gì? Một cái một, trời ơi xịt cứt luôn. Bây giờ tới đồng tiền, tạo ra đồng tiền, chắc nó không đánh đồng tiền đâu. Rồi mình nói sai rồi, nó đang nhắm vào đồng tiền, chết đồng tiền. Tiếp theo con thỏ Benny. À con thỏ không có ác nên nó không có đánh. Ok tiếp theo. Ơi hình như nó đánh luôn con thỏ các bạn ơi. Thỏ của tôi đâu? À bên kia. Rồi tiếp theo một con quái vật biển. Quái vật biển hả mày? Quái vật biển hả mày? Con này cũng là quái vật biển luôn. Quái vật biển, con gắn biển. Gắn biển hả? Caterpillar. Con bọ. Bọ bọ gì đây? Con bọ hung thần. Bọ hung thần đánh không được. Ôi con à, con mũi kìa, con mũi đúng bự luôn. Mày bọ hung thần. Bọ hung thần. Con này là con khủng long đầu búa anh em. Khủng long đầu búa hả? Ok để coi coi nó giỏ con khủng long đầu búa bao nhiêu cái. Mày khủng long đầu búa hả? Mày trời ơi, một cái một, con khủng long đầu búa của mình ra đi với cát bụi luôn anh em ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ra công chúa. Ơ công chúa nhỏ xíu vậy? Công chúa chết chắc rồi, nó đập chết công chúa luôn nè. Đâu có công chúa nào gớt chưa? The King the... nó chỉ hiện tại là đang đánh mấy con bướm thôi. Chưa phải đợi khu này nó đây. Bây giờ công chúa này nó đập chết công chúa luôn. Đâu rồi công chúa? Con nào chết chưa? Có công chúa nào chết chưa? Trời đất ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra những con cuối cùng và một con có thể giết được con bò của mình. Đố các bạn con đó là gì? Nhớ để lại bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì nó đây. Con này sẽ là con... Ui, con gồng. Bí kíp luyện gồng. Bí kíp luyện gồng nào. Một cái một là hết bí kíp luyện gồng nè. Đâu rồi. Ôi, nó giết luôn công chúa luôn. Bí kíp luyện gồng một cái một chết tươi luôn. Rồi, con này mình cá chắc với các bạn 100%, con trái trứng mình đang cầm có thể giết được con bò của mình. Các bạn có tin không? Nếu không tin thì các bạn nhớ để lại một like và bình luận là em không tin đâu, con Mozilla làm sao bự mạnh bằng con bò. Ok 1, 2, 3. À quên, 1, 2, 3. Con bò của mình văng tận 100m luôn các bạn ơi. Đây con bò của mình văng tận 100m luôn và nó đây. Và con bò của mình nó đã bốc cháy rụi luôn rồi. Nhưng mà không sao, cuộc thí nghiệm này khá là hay và mình thích cuộc thí nghiệm này. Ok thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Và chúng ta có một cô công chúa đi theo mình hoài à. Và đặc biệt là các bạn muốn mình làm thêm. Ôi trời ơi, ồn ào quá. Ok, và đặc biệt là các bạn muốn mình làm thêm con gì thì các bạn nhớ để lại bình luận bên dưới nha. Thì có rất là nhiều con để mình làm. Và đặc biệt thì các bạn cũng đừng quên chia sẻ cho mình video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.